Đây là thiết bị mô phỏng khoang điều khiển trên xe radar trinh sát S-50 do những người lính thuộc tiểu đoàn chỉ huy 97 nghiên cứu và chế tạo. Sáng kiến được ra đời dựa trên nhu cầu thực tế trong quá trình huấn luyện bộ đội, phải vào trong khoang xe chật hẹp, khó có khả năng hướng dẫn cụ thể. Theo đó, thiết bị được thiết kế dưới dạng màn hình có các núm điều khiển tương ứng với quá trình hoạt động của khí tài, đem lại tính trực quan sinh động khi huấn luyện bộ đội. Đối với thiết bị này thì đã mô phỏng đầy đủ các núm nút và hệ thống bảng đồng hồ trên khoang điều khiển S-50 và có ưu điểm là đặc thành chế tạo bằng sử dụng các thiết bị vật liệu sẵn có nên là giá thành chế tạo rất là rẻ. Thiết bị này thì đã mô phỏng đúng theo kích thước thật trên thực tế trên xe và khi sử dụng ấn vào nút và điều khiển các công tắc thì hệ thống đèn tín hiệu báo giống như 100% trên xe thực tế xe S-50 nên là người học rất là thuận tiện trong quá trình quan sát và có thể giới thiệu tập thể cho cả trung đội cùng xem chứ không như trước đây là cứ 1-2 đồng chí phải lần lượt thay nhau vào trong xe để quan sát trực tiếp, nó rất mất thời gian trong quá trình giới thiệu. Thiết bị có khả năng cơ động, mang vác dễ dàng, huấn luyện trên mọi điều kiện địa hình, bảo đảm bộ đội nắm vững kiến thức, thao tác thuần thục trên thiết bị mô phỏng. Đây là một trong số nhiều đề tài sáng kiến được các cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn 97 chế tạo thành công và đưa vào ứng dụng thực tế tại đơn vị. Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tham mưu công tác chỉ huy các lực lượng pháo binh và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Thời gian qua, tiểu đoàn 97 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác huấn luyện bảo đảm kỹ thuật trang bị khí tài có trong biên chế, nhằm nâng cao tính cơ động, khả năng tác chiến của bộ đội pháo binh. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đơn vị đã xây dựng các kế hoạch huấn luyện sát với điều kiện thực tế, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu. Với đặc thù huấn luyện ngành chỉ huy tham mưu pháo binh, đòi hỏi người chỉ huy phân đội phải theo sát từng nội dung trong quá trình bộ đội luyện tập. Quá trình trinh sát hay lấy đo đạc, lấy phần tử bắn, chiếm lĩnh trận địa đều đòi hỏi cán bộ chiến sĩ thật tỉ mỉ, thận trọng và chuẩn xác nhằm giúp pháo thủ bắn trúng mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu. Đầu tiên là cái khâu bồi dưỡng và tập huấn cán bộ. Để chiến sĩ giỏi thì người cán bộ là phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi thì mới tổ chức huấn luyện cho bộ đội là thành thạo. Trong quá trình tổ chức huấn luyện, đơn vị đã tổ chức là huấn luyện theo đúng phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc và chuyên sâu sát với điều kiện bãi tập của đơn vị. Ngoài cái bãi tập gần của đơn vị là tổ chức huấn luyện ở các bãi tập xa, ở các địa bàn đơn vị đóng quân. Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, đơn vị cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo duy trì hệ số kỹ thuật của trang thiết bị. Hệ thống các nhà kho, trạm bảo dưỡng sửa chữa của đơn vị đã được đầu tư xây dựng, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật. Song hành với đó, đơn vị đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trọng tâm vào công tác đảm bảo kỹ thuật, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện bộ đội, giúp bộ đội nhanh chóng làm chủ các trang bị khí tài mới. Đây được xem là một yếu tố then chốt giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã được biên chế rất nhiều các khí tài hiện đại cả về chuyên ngành trinh sát đo đạc và thông tin, trong đó đặc biệt là rất nhiều khí tài điện tử. Nên là đối với yêu cầu về bảo quản, bảo dưỡng và sử dụng, nó hỏi là yêu cầu rất khắt khe, đặc biệt là trong cái điều kiện môi trường khí hậu nhiệt đới đó, gió mùa của Việt Nam. Do vậy là tôi đã chấp hành nguyên quy tắc bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng các trang thiết bị khí tài này, kể cả hệ thống kho trạm đều phải được lắp đặt hệ thống điều hòa và thông gió, đảm bảo là cho các trang thiết bị điện tử là luôn luôn được hoạt động tốt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Với mục tiêu giúp quá trình huấn luyện bộ đội an toàn và thuận tiện hơn khi trinh sát phát hiện mục tiêu, thiết bị tạo giả tín hiệu đêm do thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Trường, thợ radar đại đội 767 nghiên cứu và chế tạo thành công, hiện đang được đưa vào ứng dụng hiệu quả tại đơn vị. Trên cơ sở tạo giả bằng âm thanh và ánh sáng, thiếu tá Trường đã sử dụng thiết bị điện tử được tích hợp trong hộp thiết bị với công suất âm thanh là 20W. Cùng với việc thiết kế bộ điều khiển từ xa có thể điều khiển khoảng cách giữa hai mục tiêu từ 60 đến 100 mét, giúp quá trình huấn luyện bộ đội, đặc biệt là huấn luyện ban đêm diễn ra thuận lợi. Trên tay tôi là một cái hộp thiết bị tạo giả mục tiêu. Trong đó là cái thiết bị âm thanh được mô phỏng và đặt ở trong cái hộp bằng gỗ hoặc bằng sắt. Công suất phát âm thanh là 20W và về cái để tạo giả ánh sáng thì công suất phát là 40W.
để khi huấn luyện đêm, để bộ đội phân đội cách xa hàng trăm mét cũng có thể nhận dạng và nhìn thấy được ánh sáng và tiếng nổ. Nếu như trước đây, khi thực hiện nội dung huấn luyện trinh sát ban đêm, đơn vị sẽ phải trang bị nhiều vật chất thiết bị đi kèm như thuốc nổ TNT, hệ thống thông tin liên lạc, cảnh giới. Với sáng kiến của Thiếu tá Nguyễn Văn Trường, chỉ cần một người sử dụng với thời gian lắp đặt trong vòng 3 phút. Khi sẵn sàng, bộ đội chỉ cần bấm điều khiển phát tín hiệu tạo giả theo tín hiệu hiệp đồng của cán bộ huấn luyện. Với việc chế tạo từ các linh kiện, vật liệu dễ tìm thấy trên thị trường, thiết bị tạo giả tín hiệu đêm đã và đang đem lại hiệu quả cao trong quá trình huấn luyện tại đơn vị. Nhân tố quyết định đến cái việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị đó là con người. Chính vì vậy là để bảo đảm và thực hiện tốt được cái nhiệm vụ được giao, chúng tôi phát huy lực lượng nòng cốt là cán bộ đảng viên và đoàn viên thanh niên tham gia xung kích thực hiện cái nhiệm vụ của đơn vị. Bên cạnh đó, chúng tôi tập trung đi sâu vào cái xây dựng cái mô hình học tập và chi đoàn huấn luyện giỏi, và đồng thời cũng như là phát huy được cái đội ngũ cán bộ trong cái việc là sáng kiến cải tiến kỹ thuật, từ đó là áp dụng được trong cái huấn luyện đạt hiệu quả cao. Từ những chủ trương đúng đắn, cách làm sáng tạo hiệu quả trong việc tổ chức triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, phong trào phát huy sáng kiến kỹ thuật, tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ phát huy trí tuệ, sức trẻ trong thực hiện nhiệm vụ đã tạo nên động lực thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Với những mục tiêu kế hoạch được đơn vị xây dựng cụ thể, bám sát với yêu cầu tác chiến pháo binh trong tình hình mới, cùng những kết quả đạt được trong thời gian qua sẽ là nền tảng vững chắc để tiểu đoàn chỉ huy 97 hoàn thành tốt mọi yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng binh chủng pháo binh vững mạnh, hiện đại trong thời gian tới.